Cắt cỏ không? Diệu, này tao dẫn mày đi xuống đặt ông túm lương nha Diệu. Ừ, nhưng mà từ từ. Múp gì vậy? Ê, của nội tao mày. Của của nội tao để lại á, múp khí á. Làm gì của ông nội, trái này hư rồi. Bị bù xích đúc. Rùi vàng. Ừ thôi, rùi vàng, mẹ xưa bù xích không chứ đâu. Rùi vàng ơi. Của ai gọn? Của Út. Không quen nhau nha. Và sát bên nó còn sủa ruộng, đằng miếng ruộng á. Có con gì không ạ con? Chưa biết. Cá nhóc kìa. Đó, mưa. Đặt Minh ở đây nè, Hoàng để tao dở cho. Mày đứng trên đây ha, đi theo. Thôi dở chấm mày đi theo chứ. Hả không? Đi. Ai cắt cỏ tiêu rồi, mày đặt chấm có con gì? Cái ông chủ nhà đằng kia kìa. Ta cắt rồi, mình đặt hồi chiều hôm qua, sáng người ta cắt chứ sao. Nè tới nè. Sáng mày không rủ con bí, mày rủ tao. Thôi, ổng đi. Ôi mày, dữ à. Có không? Không, không có gì. Không có gì Diệu ơi. Xong. Rồi leo, một cái. Thơm leo thơm. Là leo. Thơm, leo thơm. Mồi gì mà thơm hay ghê luôn trời. Mồi ốc với mồi cua. Để qua đêm là nó thú vậy. Hôm qua tôi với ông Bí đi đặt ông chỉ tôi vậy. Nay tôi dắt cậu đi dở cho ham với người ta. Cái nữa. Ham hiếp gì? Đây cái nữa nè cậu ơi. Có không trời, nhúc nhích quá trời. Như cá lóc giật hổm kìa. Đây nè. Gì vậy? Cá. Gì sột à? Ê, hình như không có. Không có cái gì á. Rồi sao đi chợ? Chết mẹ rồi. Ê có. Có không? Có. Có con hay gì á. Có. Có. Ăn nặng. Được. Có không? Có được. Cắt chưa? Cắt luôn. Rồi. Đổ ra cho bò về nhà mẹ đi. Thôi đụng mẹ nè. Để đem về nhà hả trổ. Đi. Đâu rồi? Hai ăn cua kìa. Đâu? Trong bụi đó. Đây nè. Đó. Có không? Oh my god. Nó kẹp rồi đúng không? Nó kẹp rồi thôi. Ồ má nó nhỏ rồi nó kẹp mẹ ơi. Ngu, kêu kỹ hàng cua khoái lắm. Rồi vô được rồi. Má ngu. Có nhỏ mà nó kẹp. Rồi làm mồi mai làm nữa. Làm mồi mai đi tiếp. Cua gì mà để cho kẹp. Đây cái nè, đây con nè. Nè con này có nè. Con này có nè. Rồi nãy không ấy thì tự nhiên đi bắt cua nữa. Trời ơi. Đây con nè. Cái đây còn cái hang nè, hang để coi. Mày tham nữa, bởi vậy nó cũng kẹp mà phải. Này hai con. Rồi vậy. Ừ, giờ cầm nè, cầm vậy. Ôi. Nè. Cua mà cầm vậy. Ôi, cầm vậy nó hứa kẹp. Đi nào. Đi đặt tấm mắt cua luôn. Nào giờ. Đó. Rồi đi dở tiếp. Đây cái hàng. Dở đi. Phan để coi có con gì, có con cua nào bệnh không. Ui, má hồi ông chủ, ông ra ông chửi chắc chết quá. Tiêu cỏ người ta trơn. Ai kêu mày la. Hình như được con nó vậy. Có con cua nè. Nè. Ai da, cua nó kẹp mẹ luôn. Mày thiệt chứ. Hai cái nữa đúng mày đúng tới năm cái lận mà cái ống túm đặt đây hả. Ừ. Đặt đâu, chiều hôm qua nói với Bí hả gì á. Chiều hôm qua đi đặt với ông Bí nè, sáng thì dở với ông bầu. Sáng mượn Diệu đi dở đó. Có con nào không?
mà dỡ cỏ thôi, bà chậm cỏ xuống cho ổng để nó ăn là làng. Có vừa con ốc. Ông hình như không có gì á. Đúng rồi. Ông còn cái nữa. Phan kiếm bên cái nữa đâu. Hết cua hả gọn? Hết rồi. Cua mập lắm. Đây nè, đây nè Út ơi. Coi chừng nó kẹp bẻ cái càng bự đi. Thôi bà ơi, từng người ta có chân có cẳng mà bẻ. Ủa sao mình. Đây nè Út ơi. Chết rõ người ta rồi chưa? Không. Ừ, nặng không? Ừ. Má cái này có nữa nè Diệu ơi. Đù ông Bí mời hên quá, mời mốt kêu ông chờ đi, kêu ông đi cắm á. Đặt nữa. Đặt qua nay thì nay mới dở. Có cua. Cua với ốc. Nó không có đà, không có đi đi đào trùng kịp thôi. Rồi. Được, được 5 cái. Mẹ chắc chừng rồi. Vô đổ luôn. Chắc cả hai con cái gì thấy có nè. Ui rồi. Nớt rồi nè. Mốt nhờ ông Bí á, mốt đi câu đi cắm nhờ ông đi. Gọn. Run bò. Giờ dẹt cỏ chui vô kiếm hang. Má nó quýnh tao không biết đường về. Gì hả? Gì hả? Con cua. Đâu? Trời mất mẹ rồi. Tôi chiều nay mày ngứa. Nó kẹp chặt. Ê ê. Ai da. Ai da. Thôi vô 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 vô. Rồi kêu ông Bí ra coi thành tích thành quả của ông hồi hôm nè. Thôi hôm hôm qua mình đi giờ mượn cái ông chủ nhà ông đi đặt giờ mình đi dỡ nè. Đổ ra ngoài đi chị ba. Để có. Đổ vô cái xô. Ừ, đổ vô xô đi để ngoài nó bò. Bò vui. Không có. Không có gì. Nó có mùi thấm thấm. Thấm thấm. Ốc với cua qua đêm thúi bà cố rồi luôn á. Cái này có nè, nó. Ôi trời ơi. Ôi con lươn bự á. Đó. Được con lươn bự rồi cậu ơi. Kêu Bí ra. Cái này không có, cái này có nè. Ui được con, ui ui. Nó giờ lắm nghe, hôi, nó thúi á. Ui ui ui, có nữa nè. Ôi được con nữa không? Nè, thấy không? Đó. Ui ui. Đó. Rồi xong. Cái bà đó. Cái bà đó mà bà thấy rồi, mai mốt mày khỏi đi đặt chỗ đó nữa. Rồi. Mai mốt bà đặt. Mai rồi. Mốt bà sẽ đặt. Ủa hết rồi hả? Hết rồi. Hết rồi Út ơi. Được. Được 3 con Út ơi. 5 cái được 3 con. Sao nó bụng không đầu mỏ đi ghê hả? Đi đặt cái dưới bụng đem lên mà. Giờ mình phải rửa nó. Khoan để đem giặt cái ống túm Út ơi, cậu ơi. Để nó thứ hình á. Thì thúi nhưng không lẽ giờ mình đặt xong rồi mình dở rồi mình phải vũ chứ, mình giặt chứ. Giặt nó thúi rùm sao? Sao mất chỗ rồi, bà đó thấy rồi là mất chỗ rồi. Không, người ta thấy rồi người ta đặt rồi. Nhưng mà mình giống mình là đâu ai đặt. Đúng không? Hồi đó đi làm giống vậy là không ai đặt lên đi. Không. Có không? Hai ta đặt. Ta đặt. Ta đặt chỗ khác. Ba con này nữa ký ăn ký không ta? Đâu có biết. Để ăn gì hết. Ba ăn cua này được gan me rồi cũng được món nữa rồi nè. Ừ, là được hai món nhậu rồi đó. Thằng đi giặt đó. Bác mở miệng ra là nhậu, mở miệng ra là nhậu. Thì chiều nay hát không? Mấy mồi ngon.
mấy mười ngon thì phải nhậu chứ sao. Giờ này hát không bóc cho cái số. Sang từ từ tính. Thấy đây, sụt hoặc phụ cho. Giờ mình giặt nó. Giặt cái này là tao phải lấy xà bông chùi nữa nè. Đại quá. Giặt cho nó sạch cua, cóc ốc trong đây nó không thúi thôi. Ai biết thấy giặt giặt tưởng đâu ấy. Chứ xà bông gì. Xà bông rồi, nước rửa chén rồi. Anh làm gì anh đi? Trời đủ ngửa phan chút rồi dội. Đâu có vô rửa đâu trỏng đâu. Mẹ điện không ông nội ơi. Nó điện tôi mạnh thiệt á. Cái con sưng nó đứng nó ghim mà không có giật mà tôi để tay vô giật á. Thấy mấy cha con đi đặt lương hay không? Kê quá à cậu. Đâu, bữa hổm bắt được quất khoe tôi bữa đêm đó, đâu. Đó. Rồi thôi giờ mình đặt lương có rồi, giờ mình để dừa chiều nay mình lên chỗ nướng mình đi. Khỏi bán. Sách lên nữa hả? Ừ, để tay tôi mần sách lên. Màu vàng dữ à. Ừ. Chiều nay cỡ nào? Trắng hay rượu trắng hay rượu đen mua? Cái gì cái chai bữa hổm được rồi. Nho á. Ừ, chắc đi vô quá. Thôi đi, hai lá cách. Làm thôi. Lá cách nè, rau muống nè. Rồi nắm rau ngổ nữa. Cái chiều mình kiếm cái bắp chuối nữa được rồi. Có chừng kiếm nghe cậu. Kiếm vàng không á. Chết mẹ kiếm vàng cánh á. Ăn mấy lá này hả gọn? Ừ. Bẻ vậy nè, ngắt vậy nè. Ngắt đựng đựng cho nó ra nè. Tược. Được mớ rồi nè, cầm đi. Ở kiếm vàng cánh thấy mẹ luôn. Ba lá này sắc vô ăn ngon lắm nè. Nào, cái này da cống mà mày ơi. Cái này dục đi. Trời ơi, mày ăn. Còn hơn con bò của tao nữa. Dừa, dừa, dừa ha. Trời ơi, nghĩ sao cái cây. Thôi, đừng quăng gái. Nè, tao quăng cho mày hái. Nè. Trời ơi, gọn ơi, mày ăn vậy nó đâu có ra tược gọn. Mày bẻ đi, nó ra tược nhiều hơn. Từ từ. Cầm đi rồi lặt. Kiến. Nè. Ôi, tao sợ kiến cắn mày, tao đi quăng. Lên đầu rồi thấy không? Rồi, nè rồi, cầm sao đủ ăn? Thì cầm đi tao quăng chứ. Dạ. Có gì đâu ạ? Lá. Này có gì đâu ạ? Sao không có? Đó mày bẻ mấy cái đọt thôi. Đọt nào với tao? Vậy vậy bẻ đọt nào? Nè. Nè. Vậy rồi bẻ đọt nào? Cái tao bẻ đọt nào? Thì thôi, không có thì thôi. Ai biết nó nằm trong đó. Ơi. Trời ơi. Nhóc chết rồi. Luôn. Ăn phải có lá già già gọn ơi. Ăn thôi. Nó còn èo không ăn lá già đắng lắm. Được. Mày cãi tao không à. Được. Cái này là nướng nguyên lương rồi cái quắn vô vậy nè. Em không đựng quắn bò lá lốt. Quắn bò là quắn lá quắn cách. Quắn lá cách bán hả? Nướng. Thơm lá cách luôn. Má lá cách mình không thơm lá cách nó thơm. Hái rau ngổ nữa hả? Hái nắm rau ngổ nữa. Đâu? Ăn đây nè. Mình hái vài cọng thôi. Đắng á, khúc đắng mày non. Má thò tay ngắt là mốt nó hư hết trơn. Vậy không lấy dao. Mốt lấy gì lưỡi hái tao cắt tao dục. Trời ơi. Trời ơi, rau ngổ mà ăn không được. Rồi tóm lại là không biết gì nha, cái này mình không có biết nha, mình kia ăn rồi mà ai ăn mình không ăn nha. Trời ơi, thần hái ai ăn thần không. Út quý rau ngổ mà. Ê nè, nó hái đi bà. Ừ. Cái này ăn tốt là cho mấy người có đường á. Ăn rồi đi nước ngoài được không? Được. Muốn đi đi. Biển trọng không? Không biết nè. Không biết ạ. Trời hôm nay á. Rồi được rồi. Rồi vô. Hôm nay gì? Hôm nay mấy bà lên Facebook chửi cái vụ mà tiễn chồng nước ngoài đó. Sao? Theo chị không được. Đừng làm bôi bác phụ nữ quá. Trời ơi Diệu nó ngắt gì mà trời. Mày ăn quỷ của quá của đâu ăn. Trời ơi Diệu ơi mày ngắt. Rồi. Mày nói vậy chứ giờ tao dự định là tao mai tao lên trên đó. Tao qua Cần Thơ rặn tao kiếm nè. Thôi đi Diệu ơi, để cho tao sống Diệu ơi. Thì sống, tao đi bản có gì á, tao rước mày theo qua gã cho thằng bí khác. Thôi, để cho tao yên thân thôi.
Mấy bà đó, mấy bà già tới, mấy bà không hơi với mày ơi. Bậy à, ta mới có bốn mấy à, có người 48 à. Mấy bà già không hơi à. Ổi này là ổi gì trời? Xẻ. Xẻ gì, xẻ trà bá vậy? Vậy nè, ta hái vậy nè. Thơm. Rồi. Ăn rau kìa trời. Con ơi, mày cũng hái già già rồi mày lắm. Mày ăn kiểu như mày tao ăn vậy nè, chửi chửi. Rất muốn tao ăn non non vậy nè. Cho nó non, ra ngoài nó non. Của ông nội, để lợi hay gì ăn có giọng hay ghét không? Nó muốn của ông nội mà. Rồi. Này. Còn lộn một cọng bự ơi, trời, trời ơi. Thôi gọn ơi, ngoài chợ bán. Cá nhảy như vậy. Cá hả vậy? Nó ông bụng bán ra. Thấy con gì? Cái này mình đi ghê. Gọn kiếm lòng gồng nhấp gọn. Ôi tao không có biết nhấp ạ. Tôi nhấp. Đó. Nó cá lóc tôi nhấp đó. Bên đó nhảy không? Bên đó chắc có lòng gồng nó cậu. Gọn gọn, chiều nay em lên đó gọn. Em ghé ngay chỗ sửa xe á gọn. Em xin giùm cái guộc xe hư cơ gọn. Xe Honda hay xe đạp? Guộc xe là được hả? Làm để gì? Không biết xin người ta cho không nữa. Làm gì à? Mày cho tao biết làm gì đi rồi tao về xin. Làm đồ nhấp dịch nè. Nó eo quá luôn. Cái này đẩy nhẹ chứ ba ngọt với mưa. Bảy ra nha, không giỡn nha. Đẩy cái này lọt luôn luôn. Nhào đầu thiệt à. Tại đứng có cái giò không. Rồi, như đây đủ rồi. Bốn thằng thuê luôn đó. Giờ cái bắp chuối nữa là thầy ngon lương nhức cái nách. Mới kể thôi là nghe nhức nách, nghe người ta lặt cái này người ta bỏ đâu có bị gì. Ra muốn là người ta lặt cái này nè, cái nhị này nè, này là cái nhị. Ăn đi cầu nè. Cả đường ruột em tốt không? Ừ, ố quăng. Cái này là ố quăng dính liền luôn á. Út mới đi nội soi về. Út mới nội soi về. Có cần tiền. Ôi trời. Chết. Ôi có cần cả. Ăn chút xíu nữa là chết mất con Phượng Hoàng luôn cậu. Mày làm gì vậy? Trời ơi, con dèo. À, thấy gạt đâu? Tay đỡ lên rồi. Trời ơi, nó quất một cái và dính hai cái lỗ mũi lại, tao cừ dữ rồi. Thank you.